Tủ thuốc gia đình xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay Tủ thuốc gia đình xin tiếp tục giới thiệu đến quý cô chú cùng anh chị một sản phẩm mới, đó là sản phẩm Cefixim 400mg. Đây là kháng sinh được dùng trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn nhạy cảm với Cefixim. Đầu tiên ta tìm hiểu về thành phần của thuốc. Thành phần của thuốc: mỗi viên Cefixim 400mg chứa Cefixim 400mg, tá dược vừa đủ một viên. Dạng bào chế của thuốc: dạng bào chế của thuốc, thuốc Cefixim 400mg được bào chế dưới dạng viên nang cứng. Chỉ định điều trị của thuốc: chỉ định điều trị của thuốc, thuốc Cefixim 400mg được chỉ định điều trị một số bệnh như sau. Cefixim là kháng sinh được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm với Cefixim như nhiễm khuẩn đường tiết niệu không biến chứng, viêm tai giữa, viêm thận, viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản cấp và mãn tính, viêm thận, bể thận, viêm xoang, vân vân. Nhiễm trùng đường tiết niệu sinh dục, bệnh lậu, viêm bàng quang, da và mô mềm, điều trị thương hàn, bệnh lỵ và dự phòng sau phẫu thuật. Chống chỉ định của thuốc: chống chỉ định của thuốc, những đối tượng sau đây cần thận trọng khi sử dụng thuốc này. Người bệnh mẫn cảm với các thành phần của thuốc: người bệnh mẫn cảm với kháng sinh nhóm penicillin và nhóm kháng sinh cephalosporin. Cần thận trọng khi dùng thuốc này đối với bệnh nhân suy gan, suy thận, phụ nữ có thai và đang cho con bú, chỉ dùng thuốc khi thật sự rất cần thiết hoặc hỏi ý kiến y bác sĩ. Tác dụng phụ của thuốc: tác dụng phụ của thuốc, thuốc Cefixim 400mg có thể gây ra một số tác dụng phụ như sau. Thường gặp: tiêu chảy, nôn và buồn nôn, ăn không ngon, khô miệng, viêm đại tràng, giã mạc. Ít gặp: sốc phản vệ, phù mạch, hồng ban đa dạng, hoại tử, giảm tiểu cầu, bạch cầu, viêm gan và vàng da, suy thận cấp, chân dân. Cách dùng và liều dùng của thuốc: cách dùng và liều dùng của thuốc, thuốc Cefixim 400mg được dùng qua đường uống, uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau bữa ăn ít nhất là 2 giờ. Liều dùng: liều lượng Cefixim còn phụ thuộc vào vấn đề sức khỏe mà người bệnh cần điều trị. Người lớn dùng liều 400mg trên ngày có thể dùng một lần hoặc chia làm hai lần, cách nhau mỗi 12 giờ. Điều trị lậu không biến chứng dùng 400mg một liều duy nhất. Đối với phụ nữ có thể dùng lại một liều nếu cần. Trẻ em trên 12 tuổi hoặc cân nặng trên 50kg dùng như liều người lớn. Trẻ em lớn hơn 6 tháng đến 12 tuổi dùng 8mg trên ký trên ngày, chia làm 2 lần uống, cách nhau 12 giờ. Người bệnh suy thận, độ thanh thải creatinin 60ml trên phút không cần thay đổi liều thông thường ở người lớn. Độ thanh thải creatinin nhỏ hơn 60ml trên phút, liều và số lần đưa thuốc thay đổi theo mức độ suy thận. Người bệnh chạy thận nhân tạo và lọc màng bụng không cần bổ sung thêm liều Cefixim, do Cefixim không mất đi qua quá trình thẩm phân màu trên những người này. Thời gian điều trị:
tùy thuộc vào loại nhiễm khuẩn nên kéo dài quá trình điều trị từ 48 đến 72 giờ sau khi các triệu chứng nhiễm khuẩn đã hết. Lưu ý cần thiết đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thuốc này. Xin chân thành cảm ơn.